chị Mèo đã giành được quyền ưu tiên. Chị Mèo sẽ thi trước và bây giờ sẽ lựa chọn một thành viên trong đội đối thủ mà chị e là sẽ giỏi nhất. Chọn bạn này. Tùng Minh, Thanh Duyên mà về vị trí ạ. Chị Phèo, em thất vọng về chị. Chị buồn lắm á. Không phải là chị ruột em nha. Không phải chị ruột em. Không phải, anh không biết với lại cô ấy luôn á. Ở vòng này thì hai đội trưởng chúng ta sẽ cùng vượt qua một cái trò chơi nho nhỏ để có thể giành quyền ưu tiên. Đội nào mà giành được quyền ưu tiên thì chúng ta được thi trước và được chọn cái đối thủ mà chúng ta có thể muốn loại trừ. Nên chọn đối thủ mạnh để chúng ta loại sớm. Bởi vì vòng 1 là vòng có ít tiền thưởng nhất. Ít tiền thưởng nhất. Nên mình phải loại người mạnh nhất đối phương để vòng sau có cơ hội. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi rất dễ dàng cho hai đội trưởng với lượng kiến thức âm nhạc khổng lồ. Hai đội trưởng hãy kể tên 5 bài hát có 7 chữ. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Kể tên 5 bài hát có 7 chữ. Trời ơi, 5 bài lận 7 chữ. Thử đi. Anh Thanh Duy ạ. Mời anh Thanh Duy. Nãy là anh không muốn bất công với em. 1 à 5 bài. 5 bài. Để tôi coi. 10. Ê. Ê, chị không nhớ gì luôn á. 8. Ừ, tao biết anh đâu mà. 7. Gấp quá lộng quên hết. 6. Ê, ê. 5. Ê, đừng, ê. 4. Không. Ủa. 3. 2. 1. Hết thời gian. Chúc mừng đội chị Mèo. Đây, những bài như sau. Hứa thật nhiều, thức hứa thật nhiều. Thật nhiều. Người từng yêu em rất sâu đậm. Em đã thấy anh cùng người ấy. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Muốn yêu ai đó cả cuộc đời, rồi người thương cũng hóa người dân. Như vậy là đội chị Mèo đã giành được quyền ưu tiên. Chị Mèo sẽ thi trước và bây giờ sẽ lựa chọn một thành viên trong đội đối thủ mà chị e là sẽ giỏi nhất. Chọn bạn này. Tùng Minh, Thanh Duyên mà về vị trí ạ. Và bây giờ là bài hát đầu tiên, xin mời hệ thống. Quan sát. 10 giây. Bấm chuông. Bắt đầu. Mời đội ba chàng trai du lịch. Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa. Vụt mất theo cơn mưa ngày qua. Từng trời. Là lúc em ngắm đời ta. Cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn. Hận sâu trong tiếng tí tách rơi. Chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường. Cảm giác cho anh nhận ra. I love you. I love you. Bạn đọc lại đáp án của mình một lần nữa. Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu đã quá xa. Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu đã quá xa. Rồi, ghi nhận đáp án của bạn. Xin mời hệ thống. Trời ơi. Chính xác của chúng tôi là. Như vậy chị Mèo đã xuất sắc giành được một điểm đầu tiên.
Bây giờ sẽ là bài hát thứ hai. Giờ anh đã mất những phút vui từ thuở nào, từ khi em đến mang những yêu thương nồng trao. Để khi anh biết đã cách xa em thật rồi, thì bao thương nhớ này đã không bao giờ vơi. Thử thách quan sát ạ. Thời gian 10 giây, bấm chuông, bắt đầu. Wow. Xin mời. Wow. Đội bé mèo đi cùng. Trời ơi, thời chỉ tới rồi, thời chỉ tới rồi. Ôi biết bao lời đắng cay trên miền đời, đã xua tan rừng mộng nữa. Thần thái một diva nha. Chị fail. Em thất vọng về chị. Chị buồn lắm á. Không phải là chị ruột em nha. Không phải chị ruột em. Không phải, anh không biết với lại cô ấy luôn á. Nè, đợi đó, chị sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Chị fail, chị fail. Hai người bớt lật mặt giùm. Bài hát quyết định, xin mời. Chào các bạn. 5 giây quan sát. Mười giây bấm chuông. Bắt đầu. Xin mời đội bé mèo đi vượt. Bên anh hôm nay đâu còn là những yêu thương khi nào. Có những nỗi tiếc bên ai. Nếu vui vài ngày mai, xin đừng quên. Có
vào, chị vào. Hai người bớt lật mặt giùm. Với con tim gửi theo bước người xa, ngày nào có nhau trong vòng tay. Đúng rồi. Chị ruột anh á. Đúng rồi, là chị ruột em mà. Sao trời ơi, chung nhà với anh mà, anh biết mà. Chị giỏi lắm. Em lắm, rất là giỏi. Xin lỗi, luôn. Chị không có hai đứa em tráo trở như hai đứa MC. Thế đúng mà. Thiệt, gia đình tự hào quá. Cảm ơn chị hai. Trời ơi, nói nghe nè, chị thắng được cái bạn này chị vui lắm đó. Hy vọng là cái clip của chị sau này được 70 triệu. Vậy là đội bé mèo đi phượt đã giành được 2 điểm trong vòng thi này. Cho nên là đội của chị mèo đã ghi về cho mình 3 triệu đồng.